Đi rồi. Ra. Vòng bật của đợt bị bóng đấy. Anh dừng đủ rồi. Quá lên bóng. Không được rồi. Để em đi nhắn đổi. Alo. Đừng lên nắng tới coi đồ. Dạ. Hồi nhá bên kia mình. Alo. Bố. Là con bận quá. Bóng đúng không? 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 Đến đây, đến đây. Từ đội tuyển bóng 22, 23. Đi rồi, coi đến ngoài. Coi, đến ngoài. Đặt chưa ngồi. Đó, đứng góc. Ừ. Đó, đứng góc mình ngồi. Hai đứa ra góc mình đi ngồi. Đây, chạy rồi. Cho trẻ con. Ban tổ chức chúng tôi tăng cường thông báo là sau trận chung kết Nam, ban tổ chức có tổ chức trao giải cho hai đội tuyển Nam và Nữ. Lưu ý các đội tuyển ta cho cầu thủ ở lại để chúng ta dự lễ trao giải trong mùa giải năm nay, giải bóng chuyên Nam và giải bóng chuyên Nữ. Hai xuân. Quả bóng quá là quý. Tiếp tục. Wow. Tiếp tục. 4-1.
Văn Phong và tập tống nặng ký của Văn Phong đã ghi điểm cho đội tuyển 1, 2, 4. Đấy nhá. Đấy, đấy. Ừ, Bình chiều đang hoạt động. Bình đang đứng đây này. Biết chưa đó. Thứ mai mới đi làm thì họ đây nhá. Mấy em làm tế mà. Bình cũng biết là có người không? Thôi. Tay đi. Đây chúng tôi thấy là nhiệt độ ở trên sân đang là ra ngoài tuyệt quá. Tay nhiệt độ của tôi cũng đang nóng dần lên và mình luôn không được rồi. 7, 3, 6 vẫn còn xa làm gì, đánh đây luôn đi. Không, quá hay. Đây có 15 quả đánh luôn này. Quá hay. Ở đây đánh có 15 quả thôi. Bóng ra ngoài 5 xét đó. 7, 3 điểm tiếp cho đội tuyển có 7, 8, 3 Alo. Đánh bóng không qua. 8 Đi. Đến bóng đẹp, chưa cô. Cô trả tiếp quả. Quả tiếp 5, 8 Thôi. Đi chị em ơi đó. Tập lối. Ngoài bên đi ăn chứ. Ngoài rồi. Điểm bắn đi. Mù. Lại á. Coi đây, con này mù lên. Ừ, chứ vậy là cầu thao là cao thượng. Chúng ta thực hiện lại tha bóng. Tha bóng. Rồi. Bắn con. Úp. Cao thượng. Bắn con. Không xong. 6, 8 Rồi, hút tiền rồi. 4, 6 Coi ấy, đợi mù lên đi. Hai đội thi đấu rất quyết tâm. Có thể nói là mùa giải năm nay như vậy, tinh thần thi đấu của bốn đội để cả nam và nữ rất xuất sắc. Bóng trong sân, bóng trong sân, điểm 7-4 rất hay. Lắp tay cho nhà rồi. Bóng không qua. Đủ cho đội tuyển bóng 7, 10, 7
xuất hiện rồi. Và cật bóng quá nặng ký. Ra tay, rồi. Rất tốt. Rồi, tiếp tục. Mười một, tám. Không, không. Quá ý nghĩa. Mười bảy, không, không. Rất tuyệt rồi. Mười, mười một. Anh mới cùng ba ước quá từ 12 10. Mất không bọc rồi, bọc quyền, bọc quyền của ước câu lại là Văn Thông rồi. Và đập bóng quá ngạc đục. Vị phun á. Cứ đập bóng cậu đó. Cứ đập ăn được. Đánh rồi. Hay quá. Hít hít hít. Mất bóng, 12 đều, rất quyết tâm. Có thể nói rằng là rất quyết tâm và quá quyết tâm. Rồi, rồi, hết người đang ra hủy. Bóng tiếp tục. Anh mẹ ôm hành tê đi. 13, 12. Qua chụp chụp. 14, 12. Đánh bóng ra ngoài. Một lần đánh bóng bóng thấp phải đánh nhanh tay. Ra đứng một cái này bóng. Cho đen thủ liều hai này. Thấp chút liều hai nào. Liều người thấp tay lên liều hai. Ơi. Kim thần thủ hai phần trăm. Lăng nữa. Không. Mình đánh. 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 Mình đánh
đây đây là chung kết, bán kết Linh ơi. Anh đi về đường đánh thứ năm rồi nhọc. Đêm chắc cô đã nhọc chắc rồi. Đánh trà được tay tốt mình đây. Thử đánh trà khó đánh mà. Hai đôi vô chung kết cũng xứng đáng đấy. Lăn bóng đi. Chung kết xứng đáng. 14-17. Quả đập lôi nữa chứ. Không chưa, không chui. Phát bất ngờ không? Quan phát bất ngờ không? Bố đánh cái dài này thì Quá tốt, tâm lý lên đi theo bắn nhau quá lên.
bao nhiêu đồng đi này? Ở nhà bà mẹ thì là nào? Chị bê nhà đoạn mà cũng mê em mà chút quýt mà cũng thấy nó ráng. Anh em Thẳng tay quá. Còn thẳng tay quá, bạn chắn tốt thì chắn kín nè. Nếu dạ là đi nếu chưa chắn mẹ rồi. Mất rồi, mất rồi, mất rồi, cho là. Chó nặng quần đây. Chị đang nói đây. Con mày vừa chất sắc mà vừa đi đánh thua mày à? Con đi về. Bỏ nhanh tay đi. Lên 19, 16, 19 là gai 39. Căn bàn kia đặt sóng ở dưới là chuẩn tiền chấp các người rồi đó. Cắt cho phóng lên này. Thủ thầy đây, mình đây. Đừng chạm ra ngoài. 20 đến nữa.